Các bạn thân mến, có những người có khả năng đặc biệt, đó là trong lời nói họ dự đoán trước được tương lai, mà dân gian gọi là lời tiên tri hay còn gọi là lời sấm. Ở trên thế giới thì chúng ta được biết tới bà Vanga. Đây là một công dân người Nga. Bà ấy đã để lại những cái lời sấm truyền về những cái sự kiện mà có thể diễn ra trong tương lai cho tới tận ngày nay. Đôi khi khi mà chiêm nghiệm lại thì người ta vẫn thấy đúng. Tuy nhiên ở Việt Nam của chúng ta cũng có một người đã đưa ra những cái lời sấm truyền, tức là họ dự đoán tương lai, những cái lời tiên tri đó một cách trúng phóc. Khi mà thế hệ sau chiêm nghiệm lại thì người ta mới biết được rằng đây chính là một vị đại tài. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại khuôn viên khu tưởng niệm của vị trạng đó. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi vào trong để cùng tìm hiểu. Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, ít có ông trạng nào tên tuổi lại được nhắc đến nhiều giai thoại kỳ bí như Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm. Dân gian truyền tụng về ông như một vị thánh của nước Việt, với khả năng thấu thị và tiên tri về số mệnh, vận mệnh. Hơn 500 năm trước, Nguyễn Bình Khiêm đã được quan bảng nhãn Thượng Thư Lương Đắc Bằng truyền cho cuốn Thái Ất Thần Kinh. Nắm được bí truyền của Thái Ất, ông đã nhìn trước được các sự kiện như cách mạng tháng 8 năm 1945 hay thời điểm xảy ra chiến tranh thế giới lần 2. Thậm chí, ông còn biết được tên tuổi của mình sẽ trở lại sau đúng 500 năm. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm sinh năm Tân Hợi, đời vua Lê Thánh Tông, tức năm Hồng Đức thứ 22, năm 1491, tại làng Trung Anh, huyện Vĩnh Lợi, Hải Dương, nay là làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông sinh trưởng trong một gia đình danh gia vọng tộc. Cha ông là Thái Bảo, nguyên quận công Nguyễn Văn Định, mẹ là bà Nhữ Thị Thục, tinh thông lý số, là con gái của quan Thượng Thư Nhữ Văn Lân. Ông mất năm Ất Dậu 1585, hưởng thọ 95 tuổi. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm là người tinh thông về thuật số, được dân gian truyền tụng và suy tôn là nhà tiên tri số 1 của Việt Nam. Người Trung Hoa thì coi ông là An Nam Lý Số Hữu Trình Tuyền. Thuở nhỏ, Nguyễn Bình Khiêm rất thông minh, học đâu nhớ đó, lớn lên được theo học quan bảng nhãn Thượng Thư Lương Đắc Bằng. Tương truyền rằng, trong một lần đi sứ, quan Thượng Thư mang về bộ sách Thái Ất Thần Kinh, nhưng đọc cũng không hiểu hết. Thấy Nguyễn Bình Khiêm đặc biệt thông minh hơn người, quan Thượng Thư bèn trao lại cuốn sách quý ấy cho học trò. Truyền thuyết nói rằng, nhờ hiểu được cuốn sách ấy mà Nguyễn Bình Khiêm đã viết ra được những lời tiên tri cho hàng trăm năm sau. Những lời tiên tri cho hậu thế ấy chính là trong tập Sấm Ký Nguyễn Bình Khiêm mà dân gian quen gọi là Sấm Trạng Trình. Nguyễn Bình Khiêm là nhà tiên tri thứ hai xuất hiện đúng 500 năm sau nhà tiên tri đầu tiên là Thiền Sư Vạn Hạnh, sinh năm 938, mất năm 1025, với những câu sấm về việc xuất hiện nhà Lý. Vô số giai thoại được dân gian truyền nhau về những lời tiên đoán của Trạng Trình trước khi sự việc xảy ra. Có giai thoại kể rằng, Tổng đốc Hải Dương có lần về thăm quê Trạng Trình. Trong lúc đi dọc sông Tuyết Giang, thấy có một ngôi mộ lớn đang có nguy cơ sụp lở. Quan xem xét cẩn trọng mới biết đó là mộ của thân phụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Vị quan tổng đốc hết sức ngạc nhiên bởi Trạng Trình là thầy lý số hàng số 1 mà sao lại đặt mộ bố ở chỗ thế này. Ông bèn bàn bạc với con cháu Trạng Trình và quyết định di dời lại ngôi mộ vào chỗ khác, ngầm ý muốn sửa lại lỗi xưa của Trạng Trình. Nào ngờ, khi đào đến gần hộp quách, phát hiện thấy có tảng đá lớn, lật lên xem thì thấy tấm bia khắc hai dòng chữ: Bát thập niên,
tiền khi trung vũ tả, bát thập niên hậu khí nhập ư trung, nghĩa là 80 năm trước khí tốt bên trái, 80 năm sau khí tốt rời vào trong. Trong Sấm Ký, Trạng ghi rõ về những biến thiên trong lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng cho đến hôm nay, và cả cái thời khắc trở lại của ông cũng được ghi rõ trong những lời sấm truyền. Trạng viết rằng tên tuổi của ông chỉ sống lại với hậu thế sau đúng 500 năm. Hậu vận này được chính ông viết trong lời sấm: bao giờ tiên lãng xẻ đôi, sông Hàn nối lại thì tôi lại về. Lời sấm này có nghĩa là bao giờ vùng đất Tiên Lãng bị xẻ làm đôi ra và con sông Hàn được nối lại thì tên tuổi của Nguyễn Bình Khiêm sẽ vang dội trở lại. Quả đúng như lời sấm, vào năm 1991, Tiên Lãng bị xẻ đôi ra vì có công trình đào con sông để làm kênh thủy lợi. Thời điểm ấy cũng vào đúng 500 năm sau thời đại của ông. Cùng lúc ấy thì có cây cầu được xây dựng nối sông Hàn từ quê Vĩnh Bảo của cụ sang Thái Bình. Cũng từ năm ấy trở đi, tên tuổi, danh tiếng, tài năng kiệt xuất của cụ được sống lại. Lễ kỷ niệm 500 năm ngày sinh của cụ được nhà nước tổ chức long trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ngoài ra, Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm còn có lời sấm cho nhà Mạc, nhà Nguyễn, nhà Trịnh. Ngay từ lúc sinh thời, ông đã dùng tài lý số của mình cứu vãn cho triều nhà Mạc tồn tại được một thời gian khá dài. Dưới thời nhà Mạc, năm 45 tuổi, ông mới đi thi và đậu Trạng Nguyên. Vua Mạc Đăng Doanh cất ông lên làm Tả Thị Lang Đông Các Học Sĩ. Nhưng sau khi dâng sớ hạch tội 18 lộng thần không được vua nghe, ông đã cáo quan về ở ẩn. Thời ấy, đất nước đang trong giai đoạn hỗn loạn, có khi tới 3 triều đại cùng tồn tại là nhà Mạc, nhà Nguyễn, nhà Trịnh. Lúc nhà Mạc sắp mất, liền sai người đến hỏi ông. Ông đã đưa ra lời sấm cho nhà Mạc rằng: Cao Bằng tàng tại, tam đại tồn cô. Nghĩa là nếu chạy lên Cao Bằng thì sẽ tồn tại được 3 đời. Quả nhiên, nhà Mạc lên Cao Bằng thì tồn tại được thêm 3 đời. An Nam Lý Số Hữu Trình Truyền Nguyễn Bình Khiêm cũng đưa ra lời sấm cho nhà Nguyễn, mà nhờ đó nhà Nguyễn mới tiến vào Nam mở rộng bờ cõi để đất nước ta có hình thái như hôm nay. Ấy là năm 1568, khi Nguyễn Hoàng thấy anh là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết, bèn sai người đến hỏi Trạng, khi ấy đã 77 tuổi, đang ở ẩn tại Am Bạch Vân. Trạng trình không nói không rằng, cầm tay sứ giả dắt ra hòn Non Bộ, chỉ vào đàn kiến đang bò và bảo: Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân, nghĩa là một dải hoành sơn có thể dung thân được. Hiểu ngầm được ý ấy, Nguyễn Hoàng bèn nhờ chị xin với anh rể là Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa từ đèo ngang trở vào, nhờ đó mà dựng nên nhà Nguyễn ở phương Nam. Sau này nhà Nguyễn đã đổi câu sấm của Trạng thành Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân, hy vọng sẽ giữ được cơ nghiệp mãi mãi. Nhưng quả đúng như lời sấm ban đầu của Trạng, nhà Nguyễn chỉ có thể dung thân ở dải đất Hoành sơn chứ không thể tồn tại mãi mãi, nên triều đại nhà Nguyễn đã chấm dứt vào năm 1945. Còn với triều đại thứ 3 cùng tồn tại khi ấy là nhà Trịnh, thì thời điểm vua Lê Trung Tông mất, không có người nối dõi, Trịnh Kiểm xoán ngôi nhà Lê nhưng chưa dám quyết nên đã sai người tới hỏi Nguyễn Bình Khiêm. Ông cũng không nói năng gì mà dẫn sứ giả ra chùa thắp hương và bảo: mấy năm nay mất mùa nên tìm giống cũ mà gieo. Rồi Trạng lại sai chú tiểu quét dọn chùa sạch sẽ và nói: giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Ý nói giữ là bề tôi của các vua Lê thì lợi hơn. Trịnh Kiểm nghe theo, liền sai người đi tìm tôn thất nhà Lê thuộc chi Lê Trừ, tức là anh Lê Lợi, đưa lên ngôi, tức là vua Lê Anh Tông. Họ Trịnh mượn tiếng nhà Lê, nhưng thực chất nắm quyền điều hành chính sự. Hai bên cùng tồn tại tới hơn 200 năm. Vì thế mà có câu, Lê tồn, Trịnh tại.
vận thế đất nước hưng thịnh trong lời sấm quả nhiên được ứng vào đúng 500 năm sau ngày mất của Trạng. Hồng Lam ngũ bách nghinh thiên hạ, hưng tổ diên trường ức vạn xuân. Có nghĩa là đất nước Hồng Lam này sau ta 500 năm sẽ đến những mùa xuân hưng thịnh vĩnh viễn. Và thực tế cho thấy câu sấm này đã ứng nghiệm từ năm 1991, tức là đúng 500 năm đất nước ta đã thực sự khai mở. Trước đó, đất nước ta có cuộc đổi mới tư duy từ năm 1986, nhưng đến năm 1991 mới thực sự chuyển biến mạnh. Ngay cả sự kiện trọng đại cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng được Trạng Trình nhìn thấy từ hàng trăm năm trước. Cửu cửu càn khôn dĩ thịnh, thanh minh thời tiết hoa tàn, trực đáo dương đầu mã vĩ, hồ binh bát vạn nhập Tràng An. Lời sấm này có nghĩa là đất nước ta phải trải qua 81 năm mới thoát khỏi ách nô lệ, sau đó trải qua 9 năm nữa mới được yên, thể hiện bằng câu thanh minh thời tiết hoa tàn. Đó chính là trận Điện Biên Phủ lẫy lừng vào ngày 13 tháng 2 năm 1954, vào đúng tiết thanh minh. Thời tiết hoa tàn, tức là thời điểm thanh minh đó có một sự tàn lụi, thì chính là sự tàn lụi của ách cai trị của thực dân Pháp. Trực đáo dương đầu mã vĩ, tức là cuối năm Ngọ, đầu năm Mùi thì có sự thành công. Đó chính là sau chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 3 năm 1954 đến ngày 10 tháng 10 năm 1954 mới giải phóng thủ đô, chính phủ mới về tiếp quản thủ đô. Lời sấm hồ binh bát vạn nhập Tràng An nghĩa là có lính 8 sư đoàn của vị lãnh tụ tài ba tiến vào Tràng An. Một loạt các mốc lịch sử khác cũng được Trạng tiên đoán từ 500 năm trước. Tất cả các sự kiện đó đều ứng vào câu sấm long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đao binh, mã đề dương cước anh hùng trận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Câu này dịch nôm na nghĩa là cuối năm Thìn, đầu năm Tỵ sẽ khởi đầu có chiến tranh. Ứng vào các sự kiện từ cuối năm 1976, tức năm Thìn, đầu năm 1977, năm Tỵ, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nước ta đã dục dịch xuất hiện. Tình hình biên giới với Campuchia căng thẳng, sau đó là chiến tranh, rồi đến câu mã đề dương cước anh hùng trận, nghĩa là Trạng Trình tuyên đoán nạn can qua phải trải qua cả năm Ngọ nữa. Quả nhiên là đúng hết năm Ngọ, đầu năm Mùi ta mới diệt được quân diệt chủng Pol Pot, Campuchia được giải phóng. Thân dậu niên lai kiến thái bình, tức là chiến tranh còn xảy ra cho đến khi năm Thân tới năm Dậu mới có được thái bình. Lời sấm còn ứng đúng với hai cục diện trên thế giới. Cục diện thứ nhất là cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai. Đại chiến thế giới khởi đầu khi phát xít Đức tấn công Ba Lan, từ năm 1940 đã bắt đầu dục dịch, tức là cuối năm Thìn, long vĩ khởi đầu chiến tranh. Đến năm 1941, tức là đầu năm Tỵ, xà đầu, Hitler tấn công Liên Xô. Qua cuối năm 1942, giữa năm 1943, mã đề dương cước, thì đến năm 1944 tới năm 1945, thân dậu niên lai kiến thái bình mới qua khỏi nạn chiến tranh. Cục diện thứ hai là cuộc chiến tranh Iraq cũng xảy ra vào cuối năm Thìn, tức năm 2000, đầu năm Tỵ, tức năm 2001, rồi kéo dài đến hết năm Thân, Dậu mới ổn. Những lời sấm phần, từ đầu đến khi Trạng Trình quy tiên không nhiều, chủ yếu là tiên đoán giai đoạn từ sau khi ông qua đời cho đến ngày hôm nay. Một số ý kiến lại cho rằng, đến cuối năm 2012, đầu năm 2013, sẽ lặp lại chu kỳ xảy ra loạn lạc đao binh như lời sấm. Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đao binh, mã đề dương cước anh hùng trận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Luồng ý kiến này cho rằng cuối năm Thìn 2012, đầu năm Tỵ 2013, trên thế giới sẽ xảy ra chiến tranh và qua năm Mùi, năm Ngọ đến năm Thân, năm Dậu, thiên hạ mới lại thái bình.
cuối cùng, những lời sấm của nhà tiên tri số 1 Việt Nam cũng vẫn quay trở lại với ý nghĩa sâu xa, như ngay trong lời cảm đề của ông đã viết: bí truyền cho con cháu, dành hậu thế xem chơi. Mọi ý nghĩa sâu xa hơn, xin để độc giả suy ngẫm.